Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Điện Thoại Vui TV. Và như trên màn hình thì các bạn có thể thấy rõ ràng ở mặt sau chúng ta là một cái chiếc iPhone 13. Đó, màu hồng đó, rất là xịn sò đúng không? Tuy nhiên thì video ngày hôm nay không phải là một cái video mà chúng ta sẽ tiến hành thay vỏ cái con iPhone 13 này, mà chính xác hơn đó chính là cái video về độ vỏ iPhone XR lên vỏ của con iPhone 13. Và thực sự mà nói, XR là một trong những cái sản phẩm mà mình phải nói là độ được nhiều lên nhiều những cái sản phẩm nhất tính tới thời điểm hiện tại. Gần như iPhone 11 và iPhone 12 sẽ bó tay về việc này, nhưng XR thì thoải mái đúng không? Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu vào cái nội dung chính của cái video này. Và trước tiên thì anh kỹ thuật sẽ tiến hành kiểm tra cái phần màn hình cảm ứng. Và tiếp tục đó chính là phần quét Face ID, thì đương nhiên chúng ta sẽ phải kiểm tra thật là kỹ càng tất cả những cái chức năng của máy để đảm bảo rằng nó hoạt động bình thường khi mà các bạn tiến hành thay vỏ. Và cũng như tất cả những cái chiếc iPhone khác, việc đầu tiên khi mà chúng ta thay vỏ thì chúng ta sẽ chia đao cái chiếc iPhone này ra. Và các bạn có thể thấy chúng ta sẽ ngắt được các màn hình nè, rồi là pin ra trước. Đó, và cái công việc này thì nó cũng tương đối là tỉ mỉ và các bạn sẽ cần phải cẩn thận một tí để tránh cái tình trạng là chúng ta bị đứt cáp. Rồi, và tiếp tục thì ở đây anh kỹ thuật đang tiến hành tháo cái phần cụm dưới cũng như là cái phần case SIM. Và đây cái ổ SIM rời trên con iPhone XR và tiếp tục sẽ là một cái cụm loa. Rồi, ở đây chúng ta sẽ có một cái viên pin Bisense. Thì có thể đây là một cái con XR đã được thay thế một lần rồi, thay thế pin một lần rồi. Rồi, và tiếp tục sẽ là cái phần Face ID. Đây sẽ là camera. Một cam nó rất là tiện các bạn à. Bây giờ Apple có muốn sub cam theo kiểu như thế nào cũng được hết á. Rồi, ở đây sẽ là cái phần main. Và cuối cùng sẽ là cái bộ phận cáp ở bên dưới cái phần cổng Lightning, được dán thẳng xuống cái mặt lưng của máy. Và cái công việc đầu tiên khi mà chúng ta tiến hành đổ vỏ đó chính là các bạn sẽ lắp lại tất cả những cái ngàm ở trên cái chiếc iPhone, cái vỏ của con iPhone 13 này. Đó, vỏ độ này. Và tiếp tục đó chính là chúng ta sẽ nắp lại các cái nút bấm. Đó, từ con XR chúng ta sẽ chuyển qua con 13 này. Đó, và cái công việc này cũng phải cực kỳ là cẩn thận. Và sau khi mà các bạn đã lắp xong những cái phím bấm xong thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đi đến với những cái sợi cáp. Và ở bên trên này sẽ là những cái loại cáp kết nối về sóng cũng như là wifi. Nó sẽ được anh kỹ thuật cố định vào trước. Và cái công việc của chúng ta, cái gì mà tháo ra trước thì chúng ta sẽ lắp lại vào cuối cùng, cứ theo châm ngôn đó ha. Thì chúng ta sẽ lắp ngược lại cái chiếc máy này. Và bây giờ thì anh kỹ thuật sẽ tiến hành lắp cái cổng Lightning, cái cổng Lightning của chúng ta lại. Và ở đây chúng ta sẽ có Taptic Engine. Rồi, sẽ được lắp lại ha. Ok, và sau khi đã lắp Taptic Engine xong thì bây giờ chúng ta sẽ có một cái phần loa ở đây và các bạn sẽ tiến hành lắp nó vào. Ok, và sau khi mà lắp xong cái phần loa thì ở đây sẽ là những cái phần nẹp của cái chiếc iPhone XR cũ, cho nên mình xin được phép tua nhanh cái phần này. Và trên cái con iPhone XR cũ thì nó cũng sẽ có cái phần cảm biến, cái phần sạc bằng 500. Cho nên khi mà chúng ta tiến hành lắp lại thì chúng ta cũng sẽ giữ luôn cái phần sạc 500 này, không ảnh hưởng gì cả. Chúng ta chỉ đổ vỏ thôi, chứ chúng ta không có bỏ đi cái linh kiện nào cả. Đổ vỏ về cái kích thước, về cái dán ở bên ngoài thôi, còn những cái linh kiện bên trong thì vẫn y chang như vậy. Rồi, bây giờ thì anh kỹ thuật sẽ tiến hành lắp lại cho chúng ta cái phần nẹp, những cái phần nẹp để tí nữa chúng ta sẽ lắp cái màn hình vào. Rồi, và sau khi đã lắp hoàn thiện cái phần nẹp xong thì bây giờ chúng ta sẽ đi đến với những cái linh kiện chính, và đó sẽ là main. Đây, một cái thanh main rất là gọn gàng ở trên iPhone và vẫn sẽ được đặt dọc. Và cái cụm camera đương nhiên vẫn sẽ là một cam thôi. Và cái cam sau sẽ là một cái cam giả, chứ không phải là một cái camera thật nhé các bạn. Đây, và chúng ta vẫn sẽ có cái cụm Face ID ở phía trước. Đó. Và sau khi mà chúng ta đã hoàn thiện cái lắp cái cụm Face ID này xong thì tiếp tục chúng ta sẽ đi đến với việc đó chính là lắp pin. Và sau khi mà lắp pin xong thì chúng ta cũng có thể tự tin kết nối lại những cái chân socket này và khởi động cái chiếc máy này lên. Đó, cái công việc của chúng ta cũng gần xong rồi ha. Và đây sẽ là cái phần pin, anh kỹ thuật sẽ cố định nó vào. Ok, và sau khi mà chúng ta đã lắp xong keo pin xong á thì bây giờ chúng ta sẽ lắp màn hình vào. Và như các bạn có thể thấy thì về bề ngoài và mặt sau thì nó sẽ nhìn bên ngoài nó sẽ y chang và nó sẽ tương tự như là iPhone 13 với vỏ nhôm và mặt lưng bằng kính. Tuy nhiên ở phần mặt trước á, tí nữa anh kỹ thuật bật
nguồn lên thì các bạn sẽ thấy rõ ràng là nó sẽ không thể nào được như là con iPhone 13 được. Đó, phần mặt sau các bạn có thể thấy y chang luôn. Nhưng mặt trước thì vốn dĩ cái tay thọ to và cái phần viền màn hình cực kỳ dày thì nó sẽ giữ nguyên, chúng ta sẽ không thể nào thay đổi được cái phần này được. Đây các bạn có thể thấy tay thọ cực kỳ là to, viền màn hình vẫn dày như thường. Ok, và như vậy thì video ngày hôm nay mình đã chia sẻ cho các bạn tất cả những cái bước để chúng ta có thể độ từ một con iPhone XR độ vò lên con iPhone 13. Và mình cũng đã nhận cái máy này về tại studio của Điện Thoại Vui rồi, và sau một thời gian mình sử dụng thì chắc chắn sẽ có một cái bài review về cái vỏ trên con iPhone XR này, và liệu rằng chúng ta có nên bỏ một số tiền ra để chúng ta có thể độ vỏ hay không, thì mình sẽ để hết ở trong cái video sắp tới nhé. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi hết clip của mình. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh Điện Thoại Vui TV để ủng hộ mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.